nhưng thì lại câu cá đi. Ok, xong bé. Cậu cứ chờ đấy, tớ sẽ câu được nhiều cá cho mà coi. Chào bạn, các bạn là cá gì mà biết bay vậy? Tớ là cá chuồn. Vì sao các bạn lại bay được thế? Loài cá chuồn chúng tớ bay được là nhờ có một cơ thể rắn chắc. Đặc biệt, vây ngực của chúng tớ rất dài, lại nằm sát vào hai bên mình. Chúng tớ có thể bay đến 400 mét, đuôi cá chuồn vẫy liên tục 70 lần trong mỗi giây. Sau đó chúng tớ xòe bộ vây ngực để tạo thành đôi cánh như những chiếc tàu lượn. Khi muốn đáp xuống mặt nước, bộ vây ngực sẽ được gấp lại. À, thì ra nhờ kết cấu của vây như vậy mà cá chuồn các bạn bay được. Thích thật đấy. Bạn trở về với đàn cá nha. Cậu có biết tớ vừa nghe thấy chuyện gì không? Cậu nghe được chuyện gì thế? Tớ vừa qua khu rừng thì nghe thấy bàn tán xôn xao của các bạn chim. Cậu kể nhanh lên đi. Là cá ngựa bố biết đẻ con đấy. Hả? Cá ngựa bố biết đẻ con á? Không thể tin được. Vậy thì chúng mình cùng thám hiểm thôi. Thank you.
Anh cá ngựa ơi, anh hải mã ơi, anh có thể đẻ con được sao? Đúng vậy đấy, anh giải thích rõ hơn được không ạ? Ha ha ha, đến mùa sinh sản, bên sườn cá ngựa được hình thành những nếp nhăn và dần phát triển thành chiếc túi con. Cá ngựa cái sẽ phóng trứng vào chiếc túi ấy, mỗi đợt khoảng 100 trứng. Mỗi đợt khoảng 100 trứng á? Trứng sẽ hóa thành bào thai. Lúc này, trên thành túi nuôi con của cá ngựa được xuất hiện rất nhiều mạch máu nổi, nối liền với mạch máu của các bào thai nhằm cung cấp dưỡng chất cho chúng. Môi trường sống của cá ngựa là vùng đáy biển nông, rất phức tạp và thường xuyên đối mặt với nhiều nguy hiểm. Chính nhờ tập tính này mà cá ngựa mới đảm bảo được tối đa cho việc truyền giống. Thế giới đại dương thật là thú vị. Cảm ơn anh cá ngựa đã cho chúng em hiểu được một điều lý thú. Bọn mình mà như thế thì trông buồn cười lắm nhỉ. Sẽ có hàng nghìn chú sư tử con được sinh ra. Wow, cảnh san hô đỏ đẹp quá. Wow, đẹp quá, cậu kiếm ở đâu ra vậy? Quà sinh nhật bố mẹ tặng tớ đấy. Cậu sướng thật đấy. Mà này, cậu có biết san hô là động vật hay thực vật không? Tớ cũng không rõ nữa. Hay bọn mình đi tìm câu trả lời nhé. Xong béng, bọn mình đi nào. Bọn mình đến hỏi bác rùa đi. Cháu chào bác rùa ạ. Chào các cháu, có việc gì mà tìm bác vậy?
Bác ơi, san hô dưới lòng biển là động vật hay thực vật ạ? À? Câu hỏi rất hay. San hô như những bông hoa tô thắm lòng biển xanh vậy. Rất nhiều người lầm tưởng san hô là loài thực vật đấy. San hô sống thành tập đoàn. Trên cành san hô có nhiều san hô con được sinh ra không tách rời khỏi mẹ. San hô không ngừng sinh ra và chết đi. Lớp vỏ cứng của chúng chồng chất lên nhau tạo thành các dạng san hô. San hô là loài động vật cấp thấp thuộc loài ruột khoang, có họ hàng với nhà sứa. Thức ăn của san hô là ấu trùng và động vật nhỏ trôi nổi trong nước. San hô có rất nhiều loài, chúng thường sống ở vùng biển nông, ấm và trong sạch. À, cháu nghe nói san hô đỏ được mệnh danh là vàng đỏ phải không bác? Đúng vậy, vì loài này rất quý hiếm, chuyên sống bám trên đáy cứng ở những vùng biển có độ sâu lớn. Xương của san hô đỏ có độ cứng cao, nhiều màu sắc từ trắng đến vàng, nâu đỏ. Con người thường săn tìm, khai thác làm đồ mỹ nghệ cao cấp. Từ thời cổ xưa còn dùng san hô đỏ trị bệnh như thuốc vậy. Ôi hay quá, thật là thú vị. Về cậu cho tớ xin một nhánh san hô đỏ để chữa đau răng nhé. Chúng cháu cảm ơn bác ạ. Tạm biệt bác nhé. Tạm biệt các cháu. Hẹn gặp lại. Của tớ nhé. Này, lại đây. Đấy, thấy chưa? Đây nữa này. Lại đây. Đẹp thật đấy. Chú bướm này mình chưa nhìn thấy bao giờ. Đây nữa. Cậu xem chú này xem. Mình phải lùng cả ngày mới tìm được nó đấy. Trông lạ quá. Màu sắc tuyệt thật cậu nhỉ. À, còn chú này nữa. Trông buồn cười lắm. Cậu xem này. Đấy, thấy chưa? Đây nữa này. Thấy chưa? Đẹp thật đấy. Đẹp quá. Tuyệt thật. Đấy, cậu thấy chưa? Tớ còn nhiều chú bướm đẹp và sặc sỡ lắm. Mình chưa bao giờ nhìn thấy. Xì, đây này. Mỗi bộ sưu tập bướm khô bé tí mà cũng. À, mình phải làm một bộ sưu tập lớn hơn của Bun mới được. Bực mình thật đấy. À, mình phải lấy thật nhiều hoa để lừa bọn bướm này mới được. Đấy rồi. Ui,
này. Lu ơi, cậu làm gì mà trốn ở đây thế? Tớ định bắt mấy chú bướm thật đẹp, định làm một bộ sưu tập bướm khô. Ai dè, chộp ngay phải con sâu gióm gớm ghiếc. Thì ra là vậy, tớ sẽ cho cậu xem một bí mật về loài bướm nhé. Đi nào. Chính nó đã cắn tớ đấy. Thì ra sâu gióm xấu xí lại có thể biến thành một chú bướm thật xinh đẹp. Đúng vậy, đầu tiên bướm đẻ trứng, trứng nở thành sâu gióm lại biến thành nhộng, nhộng lại lột xác thành những chú bướm xinh đẹp này đó. Wow, đẹp quá.
Chúng vui vai ca đàn ca,
Chào mừng các bạn đã đến với trận chung kết tranh cúp đêm giòm. Chào đón hai tay đua Lu và Bu. Vào vị trí xuất phát. Bắt đầu. Ooh!
Cậu phải giải được câu đố này đã. Trong xa tưởng là mèo, lại gần hóa là chim. Ban ngày ngủ liêm diêm, ban đêm đình bắt chuột là con gì? À, là con cú mèo. Đúng rồi, cậu cũng thông minh ra phết nhỉ. Yeah. Giờ chúng mình cùng chơi nhé. Lâu ơi, ở đây cơ mà. Quá, quả ngon quá. Bên đây nè Lâu. Cậu chỉ được cái tham ăn. Chúng mình cùng chơi ghép hình nhé. Cậu nhìn tớ làm này. Để tớ xoay nốt con cú mèo của cậu nha. Ôi ôi, không được. Đầu thôi ai, chết này. Cùng nhau hát chung bài ca, về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp. Chuyện vui của Liverpool nên ngây thơ hồn nhiên trong xa. Nắm tay tung tăng đôi vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi. Có cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm luận vui cùng hát ca. Ta yêu tháng năm tuổi hoa, ta bạn bè ôi thầm bên hoa. Yêu sao thế giới thần tiên, bao điều là chưa ta khám phá. Chung vui với đôi bạn ta, rất tinh nghịch nhưng thật đáng yêu. Lòng lành nhưng tiếng cười trong trẻo, đẹp mãi trong ta. Âu thơ.
Yeah, yeah, mình bay được rồi. Nơi có cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm luận vui cùng hát ca.